Vé số đây bà con ơi, vé số đây, 10.000 bỏ túi làm chi, mua tờ vé số có khi làm giàu. Hôm nay có chặn mưa rào, chiều nay trúng số nợ nào cũng qua. Trời ơi, giờ đây là cái tháng hè, vé số bây giờ mấy đứa học sinh ra bán quá trời bán luôn, ở ngoài đường, ngoài chợ, bán đâu lại. Giờ phải vô vườn bán luôn hay sao? Vô vườn chắc bán được à, ít vừa bán. Vé số đây bà con ơi, vé số đây, vé số bà con của bác ơi. Vé số không? Dạ anh trai, em bán số, anh mua vé số không rồi anh trai. Ai cho bán số đây? Mày bán số đây mày hỏi kiến tao chưa? Dạ mà có gì anh trai, tại vì hoàn cảnh này em nghèo anh trai, em đi bán số để kiếm. Mày hỏi kiến tao chưa? Nhưng mà sao hỏi kiến anh là sao anh? Mày biết địa bàn đây của ai không? Mày biết địa bàn của ai không? Dạ địa bàn đây của ai anh? Địa bàn đây của anh tao đó. Dạ anh trai. Anh trai, ông ấy bây giờ nè, anh trai về nói lại với ông anh trai á, là ông ấy á, là nói lại với bà con cô bác ở đây nè, mấy người quen á, mua số giùm em anh trai, ủng hộ em để có tiền về mua gạo ăn anh trai. Rồi bán số hả? Dạ. Còn mấy tờ? Dạ em còn 6 tờ anh trai. Số đẹp không? Dạ anh trai. Gì 8 gì? Dạ 59 đẹp anh trai. Đù 59 hoa đẹp ha. Dạ. Số sao đẹp? Quá. Cái số gì mà xấu em trai, trong mấy người mua số là phải số 59 là 19 anh trai. Trời ơi, số mày không bằng số tao mày ơi. Là sao anh trai? Mày đây mày chưa hỏi kiến tao bán đây, bán số xấu quá. Mày đòi tranh giành địa bàn với tao. Là sao? Ý anh nói là sao? Dạ anh trai em mấy số. Cái gì? Số 93. Đẹp số anh trai nè. Mày có bán số hả? Ừ. Bán số là gì mà chấm làm giống như ông nội đây vậy? Thì bán số thì tôi bán số anh bán, tôi bán luôn, anh mua tôi mua lại. Nè, tao nói mày biết đây nha. Mày đụng chà, không đúng người nha. Sao anh? Trời ơi, tao đã hẹn với mày ơi. Mặc dù bán số nha, ngày xưa nó hẹn với mày là cũng đi làm hồ rồi đúng. Làm giang hồ. Giang hồ anh? Ừ. Giang hồ là giang nắng làm hồ anh. Mày tao lao à? Mày phải dám không? Mày dám mặc tao ra. Em nghe nói vậy á. Tao đếm 1 tới 3 mà mày không chạy thì mày biết tay tao liền nghe chưa? Tao giết mày luôn bây giờ. Hả? Một Phật, má ơi, chạy, gián gồng la cho nó, để cho nó chạy. Thầy hai trời, nó mở lại chút xíu nữa, nó quýnh mình chết, tiếng nó bự, rồi sao giành bán lại với nó được. Do bộ hù nó giang hù, làm hù, à, sao giang hù gì, bán số muốn chết đi, giang hù gì, hù nó vậy cho nó chạy. Vé số đây bà con ơi, vé số đây. Trời ơi là trời, đã nghèo gặp eo nữa, mít xuống giá nữa, còn 2.000 ký, đói luôn trời. Anh trai, anh trai. Hàng chị của anh mua em mà hàng trợ giấu không? Ừ. Trúng rồi. Đúng rồi. Em đây, em đúng rồi. Cái gì thằng nghe? Tại sao anh? Từ từ thôi, mày nói lớn nghe. Mà đúng anh trúng. Thì trúng biết trúng rồi, mày im đi. Từ từ. Anh đổi không? Em đổi lại cho. Im đi. Để nó vợ tao biết, chịu tiểu tiện nó xa mày. Dạ. Từ từ. Dạ. Trúng không? Dạ. Qua đại kiên giang không? Dạ, đại kiên giang anh. Cầm cái số này coi, phải không? Ừ đúng rồi nè. Đó, đại kiên giang anh. Bây giờ anh đổi không? Mày đổi gì? Sao mày có đủ tiền đâu? Em trúng Ui im đi, mày biết trúng rồi mày nói hoài. Thằng này cho tiền phải không? Để tao cho. Mày nói sùm vậy nó nghe. Lấy hết tiền không sao? Để tiền tối tuần massage. Mày điên à. Dạ thôi vậy nè. Sao anh? Tao còn nhiêu đây nè. Hết luôn của tao luôn nè. Dạ nè, 500 ngàn nè. Anh cho nó chậm mà anh nhớ là anh trúng à. Trúng im đi, mày đi giùm tao cái đi, cái vợ nó nghe. Trời ơi là trời thằng này. Trúng rồi đi. Ủa vô mánh này. Ôi trời. Ngon rồi trời. Ôi. Bây giờ cái coi. Ừ. 7 5 3. 293 trúng rồi nè. Chú thiệt trời ơi trời. Má có tiền mua sao trời. Tụi đã. Gì vậy? Ủa gì vậy? Chết cha. Lộn đài. Ủa thằng cô hồn này. Rồi. Nghèo mất eo nữa. Mít xuống giá. Quỷ giấy số lại nó kêu chúng. Tưởng gì lộn đài. Mất 500 ngàn nữa. Trời chuyện này giờ về cà lâu. Trời xui dữ trời. Chán này chứ gặp này đâu tính sổ đâu. S2 Cà Phê hân hạnh đồng hành cùng Út Nhật 66.